Một năm trở lại đây, công việc hàng ngày của ông Nguyễn Thừa Lợi ở Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội là dọn dẹp, cai quản khu nhà trọ mới đi vào hoạt động. Cơ ngơi này được xây trên nền đất, vốn trước đây là xưởng sản xuất mứt Tết với gần chục lò nấu và hàng chục công nhân. Bỏ nghề cha ông để lại, bỏ nguồn thu nhập nửa tỷ mỗi năm, ông Lợi không khỏi tiếc nuối. Tất nhiên là khi tôi bỏ tôi cũng rất là tiếc. Toàn bộ cái cơ ngơi này sản xuất tất cả những cái thành phần trong hộp mứt để cung cấp cho các khách, kể cả là những các công ty lẫn các khách toàn miền Bắc. Tiếng máy móc, tiếng đảo lạc trước đây vang khắp làng mỗi dịp Tết đến. Giờ nó chỉ còn lẻ tẻ ở một vài ngõ ngách. Những khu nhà trọ cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, thế chỗ cho những xưởng mứt thủ công. Trong những cái năm gần đây thì cái số lượng đối với các hộ sản xuất bánh mứt kẹo ở Xuân Đình có giảm dần. Từ trên 200 hộ mà đến nay chúng tôi còn lại là 31 hộ sản xuất bánh mứt kẹo. Lớp người trẻ ở Xuân Đình cho rằng nghề làm mứt mai một là do guồng xoáy đô thị hóa. Nhưng những người từng sống với nghề thì biết rõ nguyên nhân vì sao. Khi sản xuất làm nó không đảm bảo, khi phơi rồi có thể phơi ngoài đường, có thể phơi ngoài bờ ruộng, đâm ra cái đảm bảo vệ sinh an toàn nó không được đảm bảo, đâm ra khách hàng người ta nhìn vào đó và người ta đánh mất cái niềm tin và người ta quay lưng lại về cái sản phẩm của Xuân Đình, làm cho cái sản phẩm càng ngày càng lu mờ và càng ngày càng bị giảm sản lượng. Trước đây, sản phẩm của làng bán đi khắp miền Bắc, giờ chỉ bán cho một số đại lý ở Hà Nội hoặc tiêu thụ tại làng. Tầm bây giờ là hàng vẫn chưa chạy, mới gọi là lác đác bán được hàng thôi. Khách buôn thì bây giờ tao đang nhúc nhắc là tao mua, còn khách mua lẻ thì gần như là chưa ai mua mấy. Sự mai một nghề làm mứt ở Xuân Đình là bài học cho ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sản xuất manh mún của những làng nghề sản xuất thực phẩm. Ngày nay, cơ sở nào cũng có giấy chứng nhận đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Và các hộ sản xuất thì cho rằng tai tiếng làng mứt Tết bẩn là không đúng với Xuân Đình. Nhưng với những hình ảnh này, liệu làng Xuân Đình có oan